Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến hàng một cặp nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Nguyễn Oanh, cũng như là ngay ngã tư Nguyễn Oanh và Lê Đức Thọ, thuộc phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của cặp nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn gửi đến khách hàng. Cũng như cặp nhà này thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 18m, và được anh chị ở nhà xây dựng hết đất và được đúc kiên cố tới một trệt, một lửng và ba lầu đúc theo kiểu tầng lấn ngược. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính cũng như 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Nam Tây Nam, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh Đông cũng như mệnh Tây tứ trạch, và đây là khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, và mình có một con đường rộng lên đến 6m, hai bên có vỉa hè rất là đẹp và rất là sạch sẽ, cũng được các chị ở nhà ốp gạch xi măng. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà cũng như con đường ở phía trước để khách hàng tham quan. Với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì mình được làm bằng sắt, và mình có những mảng trần được ốp nhựa hoa văn gỗ, trang trí rất là đẹp, và hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp. Với căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, và đây là con đường ở phía trước của căn nhà, một con đường rất là rộng, xe tải là di chuyển vào bên trong rất là thuận tiện và rất là dễ dàng, cũng như là quay đầu. Đây là con đường ở phía trước căn nhà. Khu này thì đang xây dựng cũng như mới xây dựng xong được mấy căn nhà, thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn cặp nhà được thiết kế có thang máy để gửi đến khách hàng. Như để khách hàng đang xem video cũng như đang quan tâm đến cặp nhà có thang máy thì khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Với cặp nhà được thiết kế rất là đẹp, và là cặp nhà ở ngoài đầu hẻm đi vào, thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn một trong hai căn nhà để gửi đến cho khách hàng. Với cặp nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được thiết kế có thang máy rất là đẹp này, thì căn nhà mình được thiết kế phía ngoài mình sẽ có hai bộ cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình, sẽ có một cái khoảng vỉa hè khoảng 1m phía ngoài. Kế tiếp mình có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và kế tiếp thì mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn với hai lớp cửa được các chủ nhà thiết kế đưa ra phía bên ngoài để mình có một cái gara để xe rất là rộng rãi, và mình có thể để tất cả các loại xe vào bên trong căn nhà, cũng như là ngoài mình để xe hơi ra mình có để rất là nhiều xe gắn máy, cũng như rất là thuận tiện để khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty. Với khu vực gara phía ngoài thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80 1m2, và hai bên tường cũng được ốp gạch đá cao lên kín tường rất là sạch sẽ, và hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ có một cái tam cấp để di chuyển lên khu vực không gian phòng khách căn nhà, và phía ngoài mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì phục vụ cho khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt, khu vực gara để xe ở dưới tầng trệt của căn nhà. Với căn nhà được thiết kế có hệ thống đèn chiếu sáng mỗi khi di chuyển lên trên lầu rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và căn nhà mình thì được thiết kế hai bên mình sẽ có hai cái cầu thang, một cái cầu thang bộ nằm phía bên tay phải và một cái cầu thang máy nằm ở phía bên tay trái, có trọng tải lên đến 650 kg để thuận tiện khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh. Và đây là khu vực phía sau, khu vực không gian phòng khách căn nhà. Và căn nhà mình thì được thiết kế theo kiểu tầng lấn ngược, phía sau mình làm phòng khách và phòng bếp thì đã được các chị nhà di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và bên trong căn nhà mình thì mình sẽ có một số hệ thống đèn cũng như là hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp, có cửa sổ mở ra bên ngoài cũng như là cửa sổ lấy gió và ánh sáng, hệ thống chiếu trời rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Đây là khu vực không gian phòng khách của căn nhà, nhìn từ bên trong ra phía bên ngoài. Với căn nhà được thiết kế theo kiểu tầng lấn ngược rất là đẹp, rất là thoáng mát và thuận tiện cho khách hàng mua ở và bán phòng công ty. Một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, khu này thì cũng gần như là VIP nhất của cái phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà nằm trên trục đường Nguyễn Oanh,
và ngay ngã tư Nguyễn Oanh cũng như là Lê Đức Thọ, thuận tiện khách hàng di chuyển về trung tâm cũng sân bay của thành phố rất là gần, chỉ tầm cỡ khoảng độ 10 phút tính từ vị trí căn nhà mình sẽ di chuyển về sân bay thành phố Hồ Chí Minh với trục đường Nguyễn Oanh sang trục đường Nguyễn Kiệm là mình đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi, rất là gần. Và đây là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Không gian phòng bếp thì mình sẽ có một bộ bàn ăn, 8 ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, cũng như tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ an cường và mặt đá hoa cương đá màu đen. Cũng như bên trong không gian phòng bếp thì mình sẽ có một số nội thất đang được anh chị nhà chuẩn bị sắm sẵn để tặng kèm, và mình sẽ có một cái máy đong đếm gạo đã được anh chị nhà lắp ráp sẵn. Và di chuyển lại khu vực cầu thang máy cũng như là cầu thang bộ thì mình di chuyển lên trên lầu thì mình sẽ có một cái giếng trời ở khu vực cầu thang cũng như là cầu thang bộ và cầu thang máy để lấy gió và ánh sáng xuống căn nhà của mình, rất là thoáng và rất là mát. Với căn nhà được thiết kế có tới hai cái giếng trời, rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và với hệ thống đèn chiếu sáng, đèn xuyên suốt rất là đẹp. Di chuyển lên khu vực lầu một căn nhà thì mình sẽ đến với khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ sồi chọn lọc rất là đẹp, mình có những cái hoa văn được anh chị nhà chạm trổ rất là đẹp. Và sàn nhà mình thì được lót gạch đá hoa văn gỗ, cũng như bên trong không gian phòng ngủ thì mình có giường tủ kệ để tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc. Phía trước thì mình có ban công, có cửa sổ mở ra bên ngoài cũng như cửa đi ra ban công để mình hóng gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và với căn nhà mình có bề dài lên đến 18 mét, cho nên là anh chị thiết kế cho mình có giường rộng lên đến 2 mét, và hai bên mình có đôn để đèn cũng như là bàn làm việc và tủ quần áo lớn. Nhà vệ sinh căn nhà mình được thiết kế rất là rộng, rất là thoáng và rất là mát, có cửa sổ mở ra giếng trời ở phía bên ngoài. Và di chuyển ra khu vực phía sau căn nhà sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Với căn nhà mình được thiết kế cho mình thêm một cái giếng trời ở khu vực hành lang cầu thang, cho nên căn nhà mình rất là thoáng và rất là mát. Và toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng gỗ sồi bản nguyên khối chọn lọc rất là đẹp, hoa văn chạm trổ. Và phòng ngủ phía sau căn nhà mình được anh chị nhà full nội thất tặng kèm. Mình có 4 phòng thì được anh chị nhà full nội thất 4 phòng, cho nên khi quý nhà mua căn nhà này thì mình không phải sắm nội thất gì nhiều. Với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế mình có một cái phòng tắm xông hơi và hai nhà vệ sinh. Mình sẽ có hai cái bồn tắm nằm ở lầu 2 của căn nhà. Với căn nhà mình được thiết kế cầu thang thì có hệ thống đèn chiếu sáng để mình di chuyển lên trên lầu rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và đây là khu vực phòng tắm xông hơi của căn nhà, được anh chị nhà thiết kế ra phía bên ngoài. Và bên trong là khu vực không gian phòng ngủ căn nhà. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà, khu vực lầu 2 căn nhà. Và mình có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này được anh chị nhà thiết kế có bồn tắm nằm, có cơ sổ mở ra bên ngoài, rất là thoáng và rất là mát. Quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì chúng ta liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Một cặp nhà vừa mới được hoàn thiện xong, cặp nhà được thiết kế có thang máy, nằm tại trục đường Nguyễn Oanh cũng như trục đường Lê Đức Thọ, ngay ngã tư Lê Đức Thọ và Nguyễn Oanh thuộc phường trục đường Nguyễn Oanh cũng như trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 17 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ mình sẽ di chuyển ra khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế có 4 phòng ngủ là giống nhau, nên là nhà đất Hoàng Tín xin quay video sơ qua để khách hàng tham quan. Chỉ với giá 11 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị nhà thiết kế rất là đẹp này. Căn nhà được thiết kế có thang máy, cặp nhà được thiết kế có thang máy và tặng kèm full nội thất bên trong. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng thờ, phòng giặt cũng như sân thượng ở
phía trước của căn nhà mình sẽ có một cái phòng thờ ở bên trong, được anh chủ nhà thiết kế rất là rộng để mình thờ cúng cũng như là tổ tiên ông bà. Và phía trước thì mình sẽ có bộ cửa bốn cánh để di chuyển ra khu vực sân thượng ở phía trước căn nhà, được anh chủ nhà che chắn rất là kỹ càng, cũng như mình có những cái dàn hoa để anh chủ nhà thiết kế trang trí, và những khung bảo vệ cũng được anh chị nhà thiết kế và đã gắn sẵn rất là kiên cố và rất là chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Di chuyển ra khu vực phía sau, mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng giặt cũng như sân thượng phía sau căn nhà. Với căn nhà được thiết kế thang máy lên tới tận sân thượng nên là rất là thuận tiện để khách hàng di chuyển cũng như mở văn phòng công ty, rất là thuận tiện. Và đây là khu vực sân sau căn nhà, thì sẽ có một cái khoảng sân để phơi đồ, bên trên cũng được anh chị nhà lợp mái hơn một nửa và có làm cầu thang để đi lên ra sân thượng, rất là thuận tiện cho gia đình sử dụng. Với căn nhà thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong và chỉ với giá 11.500.000 còn thương lượng thôi. Và cái nhà đã sở hữu như mình căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Và video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc, hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.